Em chào các bác nhá. Nay em có con Wasino đầu vuông ha. Đấy thì em xin review cho các bác nhá. Mâm cặp này mới cáo à. Mâm cặp là còn như mới cáo cặn luôn. Takigawa. Mâm cặp Takigawa nhá. Đây các bác này, băng bi này sáng này. Đây nha, băng bi rất là sáng nhá. Con này em cũng ít gặp những con nào mà nó đẹp đẹp như thế này. Nhưng mà về phần này thì quan trọng nhất này. Đây. Quay là nhích nhá, chưa có độ dơ. Chưa có độ dơ nào ha. Đây. Đây này em nói này. Đang chữa hơi tí này. Chưa có độ dơ ha. Đây ha. Em nói các bác là chưa có độ dơ nhá. Anh đẹp quay cho em với. Chưa có độ dơ ha. Quay nhanh luôn đây. Quay vào đi, quay vào đi. Tay quay nhẹ sướng, tại vì cái đời này nó có ngâm nhớt ở trong này ha. Ngâm nhớt này. Đấy, đời nguyên cây là ngâm nhớt hết rồi. Băng là còn rất là mới này. Còn mới. Tay quay này. Quay này, ok ha. Đang tự động. Ok. Ok luôn. Đấy, băng đi là sáng móc à. Tất nhiên là nước sơn cũng nhiều chỗ nó hơi còn cũ cũ nhá, nhưng mà chắc cũng không ảnh hưởng. Dạ. Quan trọng là máy nó đẹp thôi. Đây, nhìn nước sơn nói chung là cũng liền lạc lắm. Lỗ con này nó khoảng chừng 55 các bác ha. Lỗ 55. Nước sơn ở đầu này nó hơi xấu xấu á. Hơi chảy chảy. Đây thấy nước sơn nó hơi chảy chảy tí quá. Đó là nội dung nó còn rất là mới à. Đây, Wasino ha. Con này là Wasino Leo LAC 125A nhé. Đấy à, các bác à. Bác thấy nó mới này. Băng bi nó còn ok. Ở trên này nó có bàn chi độ nhé. Bàn chi độ. Thì con máy này bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. 0938 312207. Đấy, nước xi mạ nó còn rất là sáng à. Cũng chưa lau chùi kỹ lắm đâu, nhưng mà nó rất là sáng. Và anh cho chạy máy chạy ra đây. Máy chạy. Đấy. Đây ha, đang để này bước này bước tiện gen nhá. Đang để số này chạy là số 50 vòng phút à? B này, A này. Đang để ở B 50 vòng phút ra. Rồi em thắng nhá, em tắt máy nhá, thắng này. Có điện hả? Không điện. À, nghĩa là tắt cái là tự thắng hả? Rồi. Cho sang B đi. Cho sang A, rồi cho sang A đi. Rồi. Cái này là 340 vòng phút ra. 340 vòng phút. Rồi ok, tắt đây. Rồi. Quay số khác ra. Rồi, 600 vòng phút ha. Đây. Đây là số 600 vòng phút nha. Rồi ok, tắt máy. Rồi ra số 90 vòng phút ha. 90 vòng phút là bật sang cái kia sang. Sang B. Rồi. Đây số 90 vòng phút nha.
Đây là 90 vòng phút rồi. Rồi tắt máy. Rồi cho số lớn nhất là 1500 này. Rồi bây giờ là số 225 vòng phút nha. Đang là số B đây. Rồi 225 vòng phút nha. Chào rồi anh. Rồi bây giờ cho số 1500 nhé. 1500. Wow. Chạy quá êm luôn. Rồi tắt máy nha. Tắt đấy nha. Đấy, đây là số 1500 vòng nhé. Đây số 1500 vòng. Và cho số 950 đi. Rồi 950 rồi bật chạy luôn. Này số 950 nha. Rồi tắt máy em. Rồi 950. Rồi cho số 140 cho về số B đi. Rồi. Ok. Rồi anh bật, anh bật, bật cái kia sang chạy tự động. Nhít nè. Rồi đây. Rồi chạy gen trước nha. Đang chạy gen đấy quá ha. Rồi tắt chạy gen đi. Rồi chuyển đèn tự động. Dưới này, dưới này. Dưới này. Rồi. Đèn tự động lên. Đây, tự động bàn trên này. Ok, chạy tự động bàn dưới. Đây, chạy tự động bàn dưới đây. Rồi, anh em có nhu cầu máy này thì liên hệ với Đức Tùng nhé. Facebook thì cũng tên là Đức Tùng chuyên máy công cụ. Hoặc là Zalo thì cũng Đức Tùng luôn nha các bác ha. Hoặc YouTube thì cũng cơ khí Đức Tùng luôn nha các bác ha. Dạ. Rồi, em cảm ơn các bác đã quan tâm tới kênh. Con máy này thì giá cả các bác cứ liên hệ trực tiếp với em. 0938 312 207. Em cảm ơn nhiều. À quên nữa, lấy thước đo anh. Thước đo. Đo cái mâm cặp anh. Con này mâm cặp 2 tấc 3 này. 2 tấc 3. Rồi, đo đo qua băng đi. Qua băng con này là 260 nhá. 260 là qua băng. Còn qua bàn giao anh. Qua bàn giao là 130. 130. Rồi. Cái này của đây là nó 1m320. 1m320 nhá. Đây. Đây ha. Rồi, đây đuôi ha. Rồi. 1m320, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhé. Rồi, em cảm ơn các bác.